Xin kính chào quý vị, rất hân hạnh được gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sáng nay sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai tiêm vaccine cho các đối tượng yếu thế và người có bệnh mãn tính. Kể từ 0 giờ hôm nay, tỉnh Long An kiểm soát chặt phương tiện và người qua lại địa bàn tỉnh này. Công an liên tiếp triệt phá các đường dây cá độ bóng đá, nhiều đối tượng bị bắt giữ. Nhiều nước châu Á tăng cường phòng chống dịch trước sự lây lan nhanh của biến chủng Delta. Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập thêm 4 bệnh viện dã chiến 6, 7, 8 và 9 để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 với số lượng khoảng 18.000 giường bệnh. Đồng thời, thành phố cho biết sẽ tận dụng thời gian giãn cách để tiến hành tiêm chủng song song cùng xét nghiệm tầm soát, truy vết. Các bệnh viện dã chiến mới được bố trí tại các tòa nhà chung cư R1, R2, R3 thuộc khu tái định cư Thủ Thiêm ở phường An Khánh, thành phố Thủ Đức. Ngay sau khi dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp phòng, giường bệnh, ngay trong chiều ngày 11 tháng 7, có hơn 1.500 ca mắc COVID-19 đưa vào điều trị. Ngoài ra, theo Sở Y tế thành phố, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố quyết định đưa vào sử dụng một bệnh viện 1.000 giường hồi sức đặt tại khu vực điều trị nội trú của Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2. Như vậy, hệ thống các cơ sở chuyên tiếp nhận điều trị COVID-19 có 4 tầng thay vì 3 tầng như trước đây. Điểm thuận lợi nhất của trung tâm hồi sức COVID-19 chính là hạ tầng sẵn có của một bệnh viện có cấu trúc hạ tầng hiện đại. Còn trang thiết bị y tế được huy động từ nguồn lực sẵn có, cũng như ưu tiên phân bổ từ các nhà tài trợ hay từ Bộ Y tế chi viện. Thành phố Hồ Chí Minh mới tiếp nhận hơn 1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. Theo đó, thành phố sẽ sớm triển khai tiêm cho các đối tượng yếu thế và người có bệnh mãn tính. Đây là thông tin được Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vào cuộc họp báo chiều tối qua. Những người được ưu tiên tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong đợt này sẽ là người dễ bị tổn thương như người mắc bệnh mãn tính, người già trên 65 tuổi, những người ở các cơ sở xã hội và các đối tượng nằm trong các vị trí nguy cơ cao và rất cao. Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục tiêm cho các đối tượng thuộc các nhóm theo Nghị quyết 21. Chúng tôi cũng đã xây dựng cái kế hoạch tiêm cho hơn 1 triệu liều này làm sao đạt nhanh, an toàn, hiệu quả và đảm bảo không có tập trung đông người. Chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 đợt 5 dự kiến với 1,1 triệu liều sẽ được thực hiện trong vòng 2-3 tuần tại 630 điểm tiêm chủng trên toàn Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi điểm sẽ tiêm tiêu chuẩn cho 120 người một ngày, đảm bảo giãn cách. Đây là 1 triệu liều vaccine đã được Bộ Y tế phân bổ cho Thành phố Hồ Chí Minh từ nguồn tài trợ của Mỹ theo cơ chế COVAX và 100.000 liều AstraZeneca. Sở Y tế thành phố sẽ sớm lên kế hoạch và thông báo lịch tiêm. Trước tình hình số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng vẫn tăng lên mỗi ngày, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai lực lượng đến lấy mẫu xét nghiệm tại nhà cho người dân nhằm khẩn trương truy vết F0 và khoanh vùng dập dịch. Các nhân viên y tế tỏa đi khắp các địa bàn đến gõ cửa từng nhà dân để lấy mẫu xét nghiệm. Riêng tại phường 19 quận Bình Thạnh trong ngày 12 tháng 7 đã lấy được 140 mẫu gộp của 417 hộ gia đình. Dự kiến trong vòng 5 ngày tới sẽ lấy tối đa cho hơn 500.000 hộ dân của quận. Lấy mẫu nó đại diện cho một căn hộ thì nó ít ra nó cũng là giảm đi cái việc mà mọi người tập trung đông. Tại quận Bình Thạnh đã phát hiện nhiều trường hợp dương tính nhờ test nhanh. Để xử lý kịp thời, quận đã chuẩn bị một cơ sở vùng đệm để xử lý tại chỗ, đưa đi cách ly hoặc điều trị. Tiêu chính là phát hiện ra những người có ca dương và chúng ta đưa đi cách ly để giảm thiểu cái khả năng lây nhiễm cho cộng đồng. Hiện nay, hệ thống trả mẫu xét nghiệm của Thành phố Hồ Chí Minh đang hoạt động hết công suất với mục tiêu trong vòng 15 ngày giãn cách có thể nhanh chóng truy vết những ca dương tính trong cộng đồng. Chiến lược lấy mẫu tại nhà, mặc dù cường độ làm việc của lực lượng y tế tăng, nhưng là biện pháp an toàn, phù hợp với tình hình thực tế tại thành phố hiện nay. Bộ Y tế sáng nay cho biết, tính từ 19 giờ tối qua đến 6 giờ sáng hôm nay, có thêm 466 ca mắc COVID-19 tại 8 địa phương, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh có 365 ca. So với khung thời gian này của sáng hôm qua, thì các ca mắc mới có xu hướng là giảm đáng kể. Con số mắc mới sáng hôm qua 12 tháng 7 của Thành phố Hồ Chí Minh là 544 ca. Như vậy, so với sáng hôm qua thì con số mắc mới sáng nay đã giảm 179 ca. Kể từ 0 giờ hôm nay ngày 13 tháng 7, tỉnh Long An kiểm soát chặt chẽ mọi phương tiện và người qua lại giữa địa bàn tỉnh và các tỉnh giáp ranh. Trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất.
Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân các tỉnh Tây Ninh, Tiền Giang, Đồng Tháp thông báo cho các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn có sử dụng lao động đang sinh sống tại Long An chủ động phương án bố trí nơi ăn, nơi nghỉ cho công nhân lao động ngay tại công ty nhằm ổn định sản xuất và đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Hiện tình hình dịch trên địa bàn tỉnh Long An đang diễn biến hết sức phức tạp. Long An đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với thành phố Tân An và các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đức, Cần Duộc kể từ 0 giờ ngày 8 tháng 7. Các địa phương còn lại thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15. Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã cử đoàn công tác gồm gần 100 cán bộ, sinh viên đến hỗ trợ lực lượng y tế Vĩnh Long. Lực lượng chi viện sẽ giúp tỉnh Vĩnh Long truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả công nhân thuộc hai khu công nghiệp trên địa bàn, hỗ trợ xử lý chuỗi lây nhiễm đang ngày càng gia tăng tại khu công nghiệp Hòa Phú, nơi có số lượng công nhân đang làm việc lên tới 33.000 người. Cũng đã có chuẩn bị tinh thần tự bảo vệ cho bản thân mình và cũng như là lấy mẫu xét nghiệm tại khu công nghiệp. Gần 100 sinh viên cũng như các thầy cô giáo để đến tỉnh Vĩnh Long và giúp chúng tôi là một cái điều mà chúng tôi thấy là hết sức là ý nghĩa. Chùm ca bệnh liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạn Tỷ Xuân được đánh giá là lớn và phức tạp nhất tỉnh Vĩnh Long, phát sinh từ ngày 4 tháng 7 đến nay đã ghi nhận 117 ca mắc. Việc xét nghiệm nhanh chính xác sẽ đảm bảo phân luồng, kịp thời khoanh vùng, ngăn chặn nguồn lây. Cũng từ 0 giờ ngày 13 tháng 7, Hà Nội dừng tất cả các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ, chỉ cho phép bán mang về, các cửa hàng cắt tóc, gội đầu, dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại các điểm công cộng. Hà Nội cũng sẽ áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bắt buộc đối với tất cả những người đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng dịch, lập tức khai báo với chính quyền địa phương cách ly tại nhà 14 ngày theo hướng dẫn. Yêu cầu người dân từ Thành phố Hồ Chí Minh hoặc các vùng dịch khác phải có giấy xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 tối đa 3 ngày trước khi trở lại thành phố. Các lực lượng chức năng sẽ triển khai các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn, đường ngang, ngõ tắc, bến thủy nội địa, bến xe liên tỉnh vào thành phố, kiểm soát người, phương tiện ra vào thành phố tại các chốt, kiểm tra đối chiếu kết quả xét nghiệm, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, có thể tăng mức phạt cao nhất, yêu cầu đóng cửa và xem xét thu hồi giấy phép kinh doanh với những cơ sở vi phạm nhiều lần. Một thông tin tích cực, thưa quý vị, vài tháng trở lại đây tình trạng ô nhiễm môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh đã giảm, chất lượng không khí tại thành phố đã được cải thiện nhiều. Người dân ít đi lại, lưu lượng giao thông giảm, nhờ đó đường xá thông thoáng, lượng khói xe thải ra môi trường cũng giảm nhiều. Đồng thời từ tháng 5 bắt đầu vào mùa mưa nên chất lượng không khí tại thành phố cũng được cải thiện. Nhà mình ở chung cư cao tầng thì bình thường là mỗi buổi sáng lau nhà thì bụi bay kín hết, nhưng mà đợt này thì xe cộ ít cho nên là bụi bẩn rồi nó ít đi. Khí thải từ hoạt động giao thông, trong đó có hạt bụi mịn PM2.5 là một trong những thủ phạm chính gây ô nhiễm không khí. Theo kết quả quan trắc, chỉ số ô nhiễm không khí Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 5 và tháng 6 năm nay giảm mạnh so với cùng kỳ 2019, nằm trong ngưỡng cho phép của quy chuẩn Việt Nam. Nguyên nhân gây ô nhiễm bụi PM2.5 tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó là xe gắn máy lại chiếm rất lớn, trên 25%. Chính vì vậy khi mình giảm lượng xe gắn máy thì cái lượng bụi PM2.5 nó sẽ giảm theo rất nhiều. Dù vậy, các chuyên gia lưu ý cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến chất lượng không khí để có những biện pháp ứng phó thích hợp nhằm đảm bảo sức khỏe người dân. Thông tin an ninh trật tự, thưa quý vị, đến 18 giờ tối qua, Công an quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy loạt căn nhà bên hông cầu Chánh Hưng, quận 8, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, người dân phát hiện căn nhà bên hông cầu Chánh Hưng, quận 9 bốc cháy dữ dội nên hô hoán. Nhiều người cầm bình chữa cháy mini xông vào dập lửa, nhưng bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên lửa lan rộng. Đám cháy bùng phát mạnh kèm tiếng nổ lớn rồi lan sang ba căn nhà kế bên. Một số hộ dân bên cạnh cũng vội ôm tài sản tháo chạy khỏi nhà. Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường. Ít phút sau, đám cháy được khống chế và dập tắt sau đó. Theo ghi nhận, 4 căn nhà bị thiêu rụi, 2 căn nhà khác nằm phía sau cũng bị cháy xém, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Vào hôm qua, Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, bắt giữ 8 đối tượng liên quan.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, công an huyện Nghi Lộc phát hiện một đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với số tiền giao dịch rất lớn, lôi kéo nhiều đối tượng tham gia, hoạt động rất tinh vi, chuyên nghiệp do đối tượng Đặng Diệt Hùng sinh năm 1996 cầm đầu. Tối ngày 8 tháng 7, trong lúc 8 đối tượng đang bắt kèo trận bán kết Euro 2020 giữa đội tuyển Anh và Đan Mạch, thì lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang. Tang vật thu giữ gồm 155 triệu đồng, một máy tính xách tay, 12 điện thoại di động, 3 xe máy và các tài liệu tang vật khác có liên quan đến hành vi đánh bạc. Bước đầu làm rõ các đối tượng đã đánh bạc hơn 1,6 tỷ đồng. Hiện công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, bắt giữ các đối tượng còn lại và củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Cũng liên quan đến cá độ bóng đá, ngày 12 tháng 7, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ hình sự 8 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Cầm đầu ổ nhóm này là Tạ Quang Hào, 25 tuổi và Nguyễn Văn Giang, 33 tuổi. Lợi dụng giải bóng đá Euro 2020, Hào đã mua tài khoản tổng để tổ chức cá độ bóng đá, sau đó tiếp tục chia thành nhiều tài khoản khác để bán cho các đối tượng với giá trị quy đổi 1 điểm bằng 100.000 đồng. Các đối tượng cá độ sẽ thanh toán với Hào tiền thắng thua vào thứ hai hàng tuần. Bước đầu đấu tranh, công an xác định trong khoảng thời gian từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7, các đối tượng đã tham gia cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn 60 tỷ đồng. Cơ quan công an đã thu giữ tang vật gồm một xe ô tô, 6 điện thoại di động và 20 triệu đồng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ra quyết định khởi tố một đối tượng chuyên hoạt động tín dụng đen. Đối tượng đã hoạt động từ đầu tháng 2 đến nay và cho vay với mức lãi suất trên 200% một năm. Đối tượng bị khởi tố là Nguyễn Tấn Dũng, sinh năm 1999, trú tỉnh Bắc Giang. Đầu tháng 2 năm nay, Dũng cùng một đối tượng vào thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thuê phòng trọ, hoạt động cho vay lãi nặng. Với thủ đoạn in tờ rơi quảng cáo nội dung cho vay tiền và số điện thoại để liên hệ, rồi rải trên các tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Khi có người liên hệ thì Dũng đến gặp tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, công việc. Khi cho vay thì không cần người vay để lại giấy tờ tùy thân hay thế chấp tài sản gì, cũng không làm hợp đồng. Với mức lãi suất từ 243,3% một năm đến 365% một năm, Dũng đã cho khoảng 14 người vay tiền với tổng số tiền cho vay khoảng 300 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng. Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông phối hợp Công an tỉnh Cà Mau hôm qua đã mời Hồ Minh Giác, sinh năm 1990, là tài xế đến làm việc và công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cung cấp thông tin bịa đặt gây hoang mang trong dư luận. Theo đó, vào ngày 8 tháng 7, Hồ Minh Giác đã đăng truyền một phiếu kết quả xét nghiệm COVID-19, rồi bịa đặt nội dung cách ly ngay Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau, phong tỏa toàn tỉnh, quán cà phê trên đường Lê Đại Hành, khẩn trương truy vết các ca tiếp xúc F1. Báo cáo về Ủy ban Nhân dân tỉnh chậm nhất vào sáng ngày 9 tháng 7, gây tâm lý hoang mang trong dư luận. Tại buổi làm việc, Hồ Minh Giáp đã thừa nhận hành vi sai trái của mình, đồng thời cam kết không tái phạm. Với hành vi trên, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Cà Mau đã ra quyết định xử phạt đối tượng 7,5 triệu đồng, đồng thời phải gỡ bỏ bài viết không đúng sự thật. Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cũng có 3 trường hợp vừa bị phạt vì tung tin bịa đặt. Đó là ba chủ tài khoản trên Facebook gồm G 38 tuổi, V 31 tuổi và N 27 tuổi đã tung tin và chia sẻ sai sự thật về các ca F2 thành F0, mỗi trường hợp bị phạt 5 triệu đồng. Tại buổi làm việc với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, ba người nói trên đã thừa nhận hành vi của mình, đồng thời đã tháo bỏ nội dung xóa bình luận sai trên Facebook. Tiếp theo trong phần tin thế giới. Vaccine Sputnik V của Nga ít gây tác dụng phụ nghiêm trọng đối với người tiêm trên 60 tuổi. Một chiếc bánh hamburger đắt nhất thế giới có giá lên tới 5.000 euro. Liệu có lập kỷ lục Guinness thế giới? Phần thông tin quốc tế, thưa quý vị, biến thể Delta lần đầu tiên được phát hiện tại Ấn Độ đang gây ra đợt bùng phát mới trên diện rộng tại châu Á. Trong ngày hôm qua, nhiều nước ở khu vực tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới tăng cao và tình trạng lây nhiễm ngày một phức tạp, buộc các chính phủ phải siết chặt biện pháp phòng dịch. Trong 24 giờ qua, Lào thông báo có tới 106 ca mắc mới, tập trung chủ yếu ở tỉnh Viêng Chăn. Chính quyền sở tại đang xem xét tăng cường kiểm soát biên giới để ngăn chặn lây lan các biến thể trong cộng đồng. Tại quốc gia láng giềng Thái Lan, nước này cũng áp đặt các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt nhất trong hơn một năm qua tại 10 tỉnh, với hơn 100 chốt kiểm dịch để hạn chế hoạt động di chuyển không thiết yếu. Nước này cũng vừa ghi nhận hơn 8.600 ca mắc COVID-19 và 80 ca tử vong.
Giới chức y tế Nhật Bản hôm qua cho biết có tới hơn 30% ca mắc COVID-19 ở thủ đô Tokyo và các tỉnh lân cận là do nhiễm biến thể Delta. Dự báo tỷ lệ này có thể tăng lên trên 75% vào cuối tháng này và lên tới gần 100% trong tháng 8. Australia thông báo bang New South Wales có thêm 112 ca lây nhiễm trong cộng đồng, cao nhất kể từ đầu năm đến nay và đánh dấu ngày thứ năm liên tiếp ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục. Biến thể Delta hiện là nguyên nhân chính khiến các ca nhiễm mới tăng vọt tại đây. Theo hãng tin RT của Nga, một cuộc nghiên cứu được tiến hành tại San Marino cho thấy vaccine Sputnik V ít gây tác dụng phụ nghiêm trọng đối với người trên 60 tuổi. Cuộc nghiên cứu được tiến hành từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 8 tháng 4, theo dõi 2.558 tình nguyện viên từ 18 đến 89 tuổi, được tiêm ít nhất một liều vaccine Sputnik V do Nga sản xuất. Hơn 75% trong số những người tham gia có ít nhất một bệnh lý nền như cao huyết áp, tim mạch hay béo phì. Theo nhóm nghiên cứu, 53,3% trong số những người tham gia xuất hiện tác dụng phụ nhẹ và chỉ có 2,1% gặp phải tác dụng phụ nghiêm trọng sau khi tiêm liều đầu tiên. Trong số những người từ 60 đến 89 tuổi, tỷ lệ ghi nhận tác dụng phụ nặng rất thấp, chỉ có 0,8%. Tác dụng phụ xuất hiện phổ biến gồm nhức đầu, đau cơ, ớn lạnh và sốt. Sau khi vượt qua cơn ác mộng mang tên COVID-19, một nữ nghệ sĩ người Thổ Nhĩ Kỳ 90 tuổi đã nhận được những cảm hứng sáng tác vô cùng đặc biệt. Tác phẩm của bà mang lại năng lượng tích cực cho những ai đang phải chật vật vì đại dịch. Với ý chí kiên cường, cụ bà Sevin Yasiduran đã vượt qua bạo bệnh dù tuổi già sức yếu. Cột mốc này cũng đánh dấu một bước ngoặt trong tư duy nghệ thuật của người nghệ sĩ lớn tuổi. Trong các tác phẩm của mình, bà Yasiduran vẽ ra những khát vọng tìm kiếm hòa bình lâu dài của loài người. Bà mô tả một trong những tác phẩm nghệ thuật tâm đắc của mình. Bức vẽ ấy mang đến một cảm giác bình yên đến lạ. Ở giữa tranh là một màu xanh lam và cảnh tượng những người xung quanh nó. Như bạn thấy, kích thước của sự hòa bình nhỏ bé đến nỗi nó gần như đồng nghĩa là không có sự hòa bình. Người họa sĩ lớn tuổi đến nay vẫn đang kiếm sống bằng nghề tạo mẫu và thiết kế trang phục. Sau khi nghỉ hưu, bà bắt đầu vẽ tranh bằng phương pháp tận dụng các mảnh vải phế thải. Nổi tiếng với nhiều tác phẩm làm từ vải phế thải, bà Yasiduran còn được biết đến bởi 8 cuộc triển lãm lớn và viết 2 cuốn sách. Hiện tại bà đang chuẩn bị mở triển lãm thứ 9 mang tên Virus Corona, bao gồm 100 tác phẩm nghệ thuật trên vải, lưu giữ những khoảnh khắc về cuộc chiến vượt qua COVID-19 của chính bà. Một fan chân chính của trò chơi lắp ráp Lego đã dành hơn 9 tháng trời xây dựng một mô hình mô phỏng gần như là chính xác kiến trúc bên ngoài của một trong những công trình nổi tiếng bậc nhất tại Trung Quốc, đó là Tử Cấm Thành. Li Jinning là nhà thiết kế đến từ Quảng Châu. Với niềm đam mê những mảnh ghép Lego, anh đã miệt mài làm việc với hơn 700.000 mảnh ghép để xây dựng nên mô hình Tử Cấm Thành, phiên bản dài 4m, rộng 2,4m. Điều ngạc nhiên đó là bản thân anh chưa một lần nào trực tiếp đến thăm nơi này. Toàn bộ quá trình thi công, nhà thiết kế này chỉ dựa vào các hình ảnh đăng tải trên mạng. Mục tiêu cuối cùng của tôi là có một phòng trưng bày lớn của riêng mình, nơi tôi có thể trưng bày các mô hình và tác phẩm gốc mà tôi đã sưu tầm trong hơn 20 năm. Anh Lee bắt đầu làm các tác phẩm Lego từ năm 2008. Các công trình của anh bao gồm cung điện Westminster, tháp Eiffel và tháp Quảng Châu. Một đầu bếp tại Hà Lan đang muốn ghi tên mình vào sách kỷ lục Guinness với chiếc bánh hamburger đắt nhất thế giới, có giá lên đến 5.000 euro. Món hamburger đặc biệt này là của đầu bếp Robert Jean de Vin tại nhà hàng The Dantons. Nhiều người hỏi tôi vì sao đây là chiếc hamburger đắt nhất thế giới. Vâng, vì nó có đến 170 nguyên liệu khác nhau. Trong số đó có những nguyên liệu xa xỉ như thịt cua hoàng đế Alaska, thịt bò Wagyu Nhật Bản, phô mai cheddar đắt nhất thế giới White Farms, vàng lá 23 carat. Phần nước sốt thì có các thành phần như giấm balsamic của châu Âu hay cà phê trộn từ châu Á. Thành phẩm được đặt trong một lồng kính để giữ hơi rượu whisky. Theo anh Devin, số tiền kiếm được từ món này sẽ được dùng để quyên góp cho những tổ chức từ thiện. Hiện chiếc bánh đang chờ được xét duyệt cho kỷ lục. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Xin được hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây buổi chiều với các thông tin cập nhật trong ngày. Kính thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta đang trong những ngày cao điểm thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ với quyết tâm và nỗ lực cao nhất nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh, sớm đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường. Rất mong quý vị trong thời gian này nghiêm túc chấp hành quy định chung khi đi ra đường khi không thực sự cần thiết,
đồng hành chia sẻ, hợp tác với các cơ quan chức năng để đảm bảo 15 ngày vàng chống dịch theo chỉ thị 16 tại thành phố đạt được kết quả như mong muốn, để thành phố thân yêu của chúng ta có lại sự bình yên, an toàn và thành phố đáng sống, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.